Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nha. Để tô màu cho bức tranh này thì trước tiên mình sẽ tô màu tóc cho cô gái này nhé. Khi tô màu tóc thì mình sẽ dùng màu hồng nhạt để tô tiếp nha. Thì mình sẽ tô màu da nhé. Chuối. Theo thì mình sẽ tô màu quần áo cho cô gái này nha. Và mình dùng màu vàng nhạt để tô. Tiếp theo sẽ là tô màu mắt. Sau khi tô xong màu môi thì mình cũng đã hoàn thiện được bức tranh rồi nha.